À, xin chào nhà, mình tiếp tục quay trở lại với đồ cổ Cần Thơ. Đến clip ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng có sưu tầm được vài sản phẩm về bật lửa rất là độc lạ để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình. Mã số 1 đầu tiên là giới thiệu cả nhà mình có về được một con bật lửa vỏ sò của Mỹ. Con này là con sò, nó có con sò màu xanh nha. Đây, ở chỗ này mình bật lên ha. Đó là nó cháy nha, để em thử xăng cho cả nhà mình cùng xem nha. Tại vì trong lúc vận chuyển không bỏ xăng nên là em không bỏ xăng vào ha, chỉ thử tiêm xăng thôi. Về mình bỏ ngốc ở đây ha, bỏ xăng ở đây. Có ngốc mình bỏ xăng nha. Hé ra là cháy. Đóng lại là tắt ha. Đó. Đây rất là đẹp độc lạ ha. Đóng lại là tắt, mở hé con sò ra. Nó sẽ cháy, rất là nhạy lửa nha. Con này là của Mỹ ha, đây cả nhà cùng xem nha. Trên đây là nó có đóng thương hiệu của Mỹ ở trên đây. Đó. Toàn bộ đều bằng đồng. Còn ở ngoài này nó sẽ mạ một cái lớp màu xanh, rất là đẹp màu xanh ha. Rất là đáng để sưu tầm màu xanh lá. Đây là con mã số 1 nha. Và có giá Zalo cả nhà mình 1 triệu đồng cho con bật lửa vỏ sò. Mã số 1 là con bật lửa màu xanh lá. Rồi tiếp theo con thứ hai là một con màu đỏ. Đây, con mã số 2 ngày hôm nay là con màu đỏ ha, sò màu đỏ. Mình cũng hé ra ha. Bật để em thử bỏ thử miếng xăng cho cả nhà mình xem nha. Bật rất là nhạy lửa ha. Đây. Đó, không lại ha. Đó, rất là nhạy lửa nha. Đây là con màu đỏ, con sò màu đỏ. Con này con mã số 2 trong video hôm nay. Thì con này á, đây cả nhà cùng xem ha, cũng có đóng thương hiệu của Mỹ ở đây hết nha. Đó. Con này con màu đỏ, sò màu đỏ, có giá giao lưu với cả nhà mình cũng là 1 triệu đồng một con. Hôm nay là 1 triệu đồng một con nha cả nhà ha. Đây là con màu đỏ. Tiếp theo con màu trắng. Đây cả nhà cùng xem ha, rất là đẹp. Toàn bộ đều bằng đồng ha, ở ngoài nó mạc rơm thôi. Đây mình mở sò ra, mở nhờ hé sò ra mình kéo ra lửa nó sẽ cháy ha. Đây, cái này là em chỉ thử tiêm xăng thôi. Về mình bỏ xăng vào con ốc bên đây ha, còn con ốc khai đá dưới này. Đây là một những bật lửa rất là đẹp độc lạ của Mỹ nha, bật lửa vỏ sò. Đó. Hé ra là cháy ha, rất là nhạy lửa nha. Đóng lại giống như con sò đó, tắt. Mạc rơm bóng rất là đẹp. Mở ra cháy. Rồi, đây là con ở mã số 3, cũng có giá giao luôn cả nhà 1 triệu nha. Rồi, tiếp theo con mã số 4, cũng là một con bật lửa vỏ sò luôn. Đây, nghe ra ha. Để em thử tiêm xăng cho cả nhà mình xem nha. Đây là con mã số 4 có trong video hôm nay. Đó, bật lên, hé ra. Cháy. Đẹp độc lạ luôn. Bật lửa vỏ sò của Mỹ được sản xuất vào những thập niên 60 nha. Hôm nay có mấy màu để gửi đến cả nhà ha. Đây cả nhà xem thương hiệu nó đóng ở đây nha. Một thương hiệu của Mỹ đóng ở đây, rất là đẹp. Ở đây là có chỗ thay đá luôn ha. Cái này là em chỉ thử tiêm xăng thôi nha. Về mình muốn xài lâu thì mình đây có ngóc bên đây nè, ngóc bên đây để mình bỏ xăng vào ha. Bỏ trong đây là gọn trong ha. Bật lửa vỏ sò. Con này con mã số 4. Có giá giao lưu với cả nhà mình cũng là 1 triệu đồng một con luôn nha. Đó, rất là đẹp. Bật lửa vỏ sò, đẹp độc lạ. Rồi tiếp theo con số 5 là một con màu đen. Màu đen thì đây là con sò màu đen ha. Đó, đây còn ít xăng. Để em thử tiêm xăng cho cả nhà xem. Rất là nhạy lửa nha, những con vỏ sò này mã số 5, con sò đen. Hé ra ha. Mở ra trái, đóng lại tắt. Mở ra trái, đóng lại tắt ha. Rồi, có giá giao lưu với cả nhà mình cũng là 1 triệu đồng luôn nha. Rất là đẹp. Đây là mã số 5 có trong video hôm nay. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một con hàng thủ công. Năm 1936, rất là đẹp. Mẫu đây là hàng thủ công, chất liệu bằng đồng thô. Đây cả nhà mình cùng xem ha, từng mảnh gờ nó ghép lại nha, bằng đồng thô. Con này đặc biệt cái là siêu độc lạ ở chỗ là nó là lửa khè nha. Thử tiêm xăng đây nha, còn về mình bỏ xăng, mình mở ngốc này ra, mình bỏ xăng vào nha cả nhà mình ha. Bóp là bắn lửa ha. Đó, mình bóp, khi mình bóp ra lửa nó sẽ bắn ra đó. Các nhà mình xem, bắn lửa rất dài nha. Rất là độc lạ. Con này là của Đức ha, hàng thủ công, được sản xuất vào những thập niên 1936. Hàng thủ công từng mảnh gờ ghép lại, rất là độc lạ ha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình. Hôm nay còn có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2 ha. Đây là mã số 6. Tiếp theo một những siêu phẩm của Nhật. Đây là một con tàu chiến. Đó, đây là một con tàu ngầm nha, bật lửa tàu ngầm hàng thủ công. Con này là new, chưa qua sử dụng luôn.
Đó, đây là con ở mã số 7 trong video hôm nay. Đây tàu ngầm ha. Nguyên một cơ hàng thủ công, toàn bộ đồng nguyên khối rất là dày, rất là nặng. Đây từng mảnh đồng ghép lại như thế nào ha. Bên đây là cái chỗ bật cửa, có chỗ bánh xe đây, cái này cũng thấy ha. Còn mình muốn bật cửa mình phải mở cái khoanh tàu ra nè. Đó. Mở ra. Đó, quẹt sẽ đốt vô trong này ha. Đây là new luôn nha, chưa qua sử dụng. Đó, để em thử xăng vô cho cả nhà mình luôn nha, thử tiêm xăng thôi. À, giống như một chiếc tàu ngầm nha. Đó, quẹt lên là đốt ha, giống như một chiếc tàu ngầm. Đậy lại thì đóng nút lại. Đó, dặn vô ha. Rất là dữ nha, con này rất là độc luôn á. Nguyên một bật cửa tàu ngầm rất là nặng, cầm rất là nặng tay. Đó, từng mảnh này là từng mảnh đồng ghép lại ha, gời hết nha, ghép lại. Siêu phẩm, châm xăng là nó có một cái bánh xe tàu phía sau, mình mở ra ha, mở ra trong này. Đó, để châm xăng ha, mở ra trong đây là gòn châm xăng vào. Thay đá thì có cái bánh xe tàu trên đây, mở ra. Độc lạ, con này rất là nặng tay nha. Đồng nguyên khối, đồng thô luôn. Có giá giao lưu với cả nhà mình. Con này là 1.600.000. Đó, đây là con mã số 7. Tiếp theo con mã số 8, hôm nay em còn được một con bật lửa của Hy Lạp. Hy Lạp cổ đại nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Đồng thô luôn nha, hàng thủ công ha. Được sản xuất vào những thập niên 1000 trên này nó có đóng 19 phiên bản năm 1905, đồng thô. Đây nó có nút bật ngang để bật lửa đây cả nhà cùng xem ha. Thử tiêm xăng cho mình xem luôn nha. Đó, đây lại đồng thô ha, mình quẹt mình bật cái cần này ra. Đó, đốt xong, đóng lại. Đó, gạt cái cần ra, đốt, đóng lại. Đồng thô ha. Trên đây là biểu tượng của những chiến binh La Mã. Đây mặt sau đây. Rất là đẹp, độc lạ, con này cũng có giá giao luôn cả nhà 1.200.000. Mình cái chỗ châm xăng mình mở này ra ha, châm xăng vào. Thay đá là mình dặn xé này ra, mình thay cục đá. Đây, gọn này, xăng này. Rất là đẹp nha, con này 1.200.000 cho con mã số 8. Số 9 là hôm nay em cũng còn được một con của Hy Lạp nữa. Đó, hôm nay là cuối ngày, hôm nay cũng còn được một con của Hy Lạp cổ đại nha. Đây là hàng thủ công luôn ha. Ở đây là mình mở nắp ra, mình xe nắp này ra ha, để mình đó, để mình quẹt. Đây, những chiến binh La Mã trên đây, Hy Lạp cổ đại. Con này được sản xuất chắc khoảng thập niên 50 nha. Đó. Đồng nguyên khối, đồng thô ha. Quẹt toàn là những mảnh gời ghép lại, hàng thủ công không nha cả nhà nha. Rất là nhạy lửa. Đó, quẹt xong mình đẩy nút lại ha, đồng luôn nha, nút bằng đồng luôn, tất cả đều bằng đồng, hàng thủ công hết. Hàng thủ công được ghép lại từ những mảnh gờ nha, rất là đẹp. Đây nó có nút giờ xe mình gắn lại ha. Đó, cái này mình có thể treo là móc khóa luôn. Bật lửa độc lạ, cổ Hy Lạp, 1.200.000. Đó, đây là con ở mã số 8. Tiếp theo con số 9. Đó, số 9 hôm nay là còn một con của Đức. Đây được xem là một những dòng sản phẩm rất là đẹp nha. 1930, đồng thô nguyên khói, nguyên một cục đồng luôn. Con này nó bật lửa là đó, có chỗ ha, kéo ra bật lửa. Đây cái này mình cùng xem ha, thử miếng xăng vô cái tim thôi nha. Rồi về mình trong lúc vận chị về thì mình mở con ốc này ra nè, bỏ gòn vô đây. Ủa, bỏ xăng chứ, bỏ xăng vào là nó sẽ cháy rồi. Con này cũng là một những cơ chế rất là độc lạ, bánh xe ngang. Để cả nhà mình cùng xem ha. Này là đóng xuống là tắt nha, lên. Ở đây là cái bánh xe mình quẹt ngang ha. Để em thử miếng xăng. Lửa nó đánh rất là mạnh. Đó, đây cả nhà mình xem nha. Bánh xe ngang. Về mình bỏ xăng ở dưới này lên nha cả nhà ha. Tại vì em thử quẹt cho cả nhà mình xem thôi, chứ còn về mình bỏ xăng vào đó, mình nghiêng về đó, nghiêng về lửa nó sẽ cháy lên trên, lật ngược lại, lửa sẽ cháy lên đây. Đó, nghiêng qua đây là lửa nó sẽ cháy qua đây. Đó, cao lên vậy nè ha. Đóng tắt, đóng lại. Đó, rất là độc lạ nha, một sản phẩm đồng thô của Đức. Kẹt money ha, 1930, đồng thô. Cái này em vừa ba lại ha. Cái này bảo hành xài biết bao giờ mà hư nha cả nhà nha. Nguyên một cục đồng luôn, về mình xài một thời gian sau đánh bóng lại. 1.200.000 ha, cho một con như thế này. Đây là con ở mã số 10 trong video ngày hôm nay. Đây con mã số 10. Rồi tiếp theo con mã số 11. Con mã số 11 là một con của Thụy Sĩ, cũng bằng đồng ha. Cái này mình về mình để ngoài thời gian sau là nó lên màu nha. Đây bằng đồng thô á. Con này 50 ha, một con của Thụy Sĩ. Con này cũng hoạt động nguyên tắc hết, là độc lạ. Cũng là hàng thủ công luôn, từng mảnh gờ ghép lại. Đó, mở ra thử cho cả nhà mình xem nha, em thử tiêm xăng thôi ha. Về bỏ xăng là mình mở ngóc dưới này ra nè, bỏ dưới này nè. Con này cũng cơ chế rất là độc lạ, nó có đồ đẩy lên để tắt lửa nè, kéo xuống là cháy ha, nó lên tắt. Kéo xuống quẹt.
Khoan để em thử bỏ xăng vô lại ha, tại này chưa có bỏ xăng. Bỏ xăng vào ha, quẹt rất là nhạy lửa nha, nghiêng gì là đốt thuốc nè, muốn tắt đóng lại. Đó, mở ra, nghiêng gì đó, quẹt xong nghiêng gì là để đốt thuốc ha, kéo lại tắt. Một con này nó hơi, cái này đồng về mình xài thời gian sau đánh ra rất là đẹp, 1950 của thị sĩ. Con này cũng có giá vô luôn, cái nào 1.200.000 luôn. Đây con mã số 11, con mã số 12 của ngày hôm nay là một con của Mỹ, một con giống như hình dạng giống như một cái cây bút đó. Con này rất là đẹp, mở ra nó đồng như khói ha, đồng thô luôn ha, hàng thủ công luôn. Đây là những hàng thủ công rất là đẹp đó, quẹt đây lại đó. Con này đây có nhìn đó, đây lại rất là khích tay nha. Con này của Mỹ, con này giống hình dạng giống như một cái cây bút 1950 của Mỹ. Con này có giá giao lưu cả nhà mình là 800.000 cho một con của Mỹ ha. Đó, con này 800.000 thôi nha cả nhà mình ha. Đây là con này là mã số đây là mã số 12 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 12. Con này nãy là mã số 11 ha. Con này là mã số 12. Rồi tiếp theo con mã số 13. 13 là còn được một con Zippo cổ của Mỹ. Sản xuất năm năm 95, Zippo La Mã ha. 11 La Mã. Đó. Âm thanh rất là phê, giỏ gục trùng nha. Con này giao lưu với cả nhà mình là 900.000 cho một con Zippo cổ La Mã. Đó, đây là mã số 13. Rồi còn một con mã số 14 cũng là một con Zippo cổ La Mã nữa, giỏ gục trùng hết. Con này được sản xuất năm 2000. Con này cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000. Đó, rất là hay, âm thanh rất là phê luôn nha. Bao cả nhà mình giỏ gục trùng hết. Đó, và con cuối cùng trong video hôm nay là con mã số 15. 15 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một con của năm 91. Là con này là 10, con này là 7 La Mã, có giá giao lưu với cả nhà mình 900.000. Đây là mã số cuối cùng ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình ủng hộ đồ cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.